ra chỉ là một giấc mơ. Ủa mẹ cái mặt ta đẹp xóa nghe mà mày chờ hồ hồ á, mày cái thằng chó mắt nhảy hố đá. Tu trò cuối cùng là Khổng Tử ngà giống sinh rồi, đồ đỏ quá. Đồ đó nha, mình cực khổ bao nhiêu cân khổ rồi xài cái thông này mình đồ mà trồng bao nhiêu dân khổ, nhưng là cũng được 2-3 ngày nó lớn rồi đó. Cổng nhò này đó mà cực khổ mình xài rồi đúng không? Đó mà này cực khổ xài thú dép thú hón luôn này. Mà cái nhò này hình như là cái nhò này của ta. Mình không thích xoài cho nên làm đại như thế này. Tại một cái câu thơ đẹp không? Bánh mì kẹp với cháo đồ. Một con chim what the fuck. Ok mình đang đợi thằng kẹp giò nó quay tới. Mình nể vô đéo tới. Mình đợi được 7 tuần rồi đó. Mỗi đéo vô nhò này đủ tiện nghi, sẻ thơm tho, rộng rãi mềm mỏng. Đéo tới. Nó đủ kẹt cái gì vậy? Mới ngủ dài mà ho sặc sụa sặc sụa vậy. Ủa sao cái cửa đéo rồi vậy? What the fuck man? What the fuck? What the fuck? Cứu cứu. What the fuck? Cái đủ bánh mì. Tại sao? Ta đã ngủ được 3-4 năm rồi vẫn chưa có quà là sang. À, mình có để cái thùng lương con mẹ giữa đai đâu vẫn cho. Ai chuột cho chắc đi vô ngủ tiếp. Ủa mẹ cái giường nó mất tiêu rồi ta. Đủ chắc phải đi mua mới. Mình màn bọn chưa giống mưa mà mềm màng cùng nhau bớn mưa rần rời sọc xẹt nọ đánh water mà lần này phải bù tóc quá. Mình có một giấc mơ thật là kinh hoàng mà. Một giấc mơ là ông vừa đuổi đuổi hiếp dâm mà. Thật là kinh khủng quá đi. Ok, hình như là một giấc mơ ngủ tiếp. Không thấy được. Mẹ, mình đã nằm trong con nhò thôi hâu nách này được 9-10 năm rồi. Mình đã có mẹ giữa chân rồi. Có. Ok. Hôm nay mình sẽ tìm kẹt giò giò nuôi để cua nó có cho mình quà. Mà đánh được cái gì vậy? Ok, mình đi tìm nó. Mình nhớ ra con nhò của nó nhìn ở bên mình. Ê, ông vừa. Sao ở đây thật mà kỳ cứ mới vậy? Ông vừa. Hai men. Sao quay chậm vậy men? Ủa gì lão đứng im chỗ đéo vậy? Đúng luôn bạn. Ok mình phải đi nhà. Ok bọn cuối cùng mình cũng chạy mất giấy cuối cùng chống thoát được nó rồi. Giờ thì có xa rồi. Ồ, cái gì vậy? Ủa mình nhớ mình chạy xo sao mình hoành là cái chỗ nhò nè cây vậy. Nhò đang núi gì nè. Bụ má, cho quà nè, chạy hù à. Đâu? Thè đâu cho mà thè đi miền Trung. Ok, câu nó quá vậy không? Đủ má, nó cho. Như câu chuyện đó. Đủ, what the fuck man? What the fuck? Oh.
Ủa sao bất cứ nhà mình mở vậy? Ra chỉ là một giấc mơ. Chú mẹ cái mặt ta đẹp trả nghe mà mày chả hồ hồ á, mày cái thằng chóng mắt nhảy hóa nhảy hóa đáng. Cú cú, đồ bè hẹn dò hôn dạy hôn nít biến theo, giờ nuôi em phát vũ, phát vũ, phát vũ, bitch, phát vũ.